Trong những ngày qua thì có một bạn điện đến hỏi tôi rằng là cho em hỏi cái tượng gà đồng trong phong thủy được sử dụng với mục đích như thế nào. Thực ra là mỗi một cái vật phẩm phong thủy nó đều có một ý nghĩa và một cách dùng nhất định. Và trước khi dùng vật phẩm phong thủy thì bạn phải tìm hiểu về ý nghĩa của nó. Trong phong thủy, cái tượng gà đồng sẽ được sử dụng trong những trường hợp sau. Trường hợp đầu tiên là nếu nhà của bạn, người chồng mà hay đi ra ngoài ít khi về nhà ấy, hoặc là cứ muốn về nhà là muốn đi ấy, thì bạn có thể dùng con gà đồng đó khai quang hay gọi là linh hóa, chôn ở trước cửa, cái hướng quay đầu vào trong nhà, với ý nghĩa là tượng gà là trở về, ý nghĩa là người đàn ông trong nhà đó sẽ sớm quay về đấy. Thì khi bạn sử dụng vật phẩm phong thủy đó thì cái người đàn ông đó sau một cái thời gian sẽ tự động quay về và ít đi ra ngoài hơn. Cái trường hợp thứ hai có thể sử dụng đó là trước nhà bạn, đặc biệt là những cái vị trí mà có nhiều cái dây điện ấy, nó bị đan xen vào nhau, thì bạn có thể dùng vật phẩm gà đồng để ở trên cái ban